virus corona này nó còn có rất là nhiều những cái điều bí ẩn. Ta chưa nắm được nhiều về nó. Không thể tưởng tượng nổi. Một bệnh nhân nặng có thể chuyển biến thành nguy kịch bất cứ lúc nào. Không thể thở được. Một cái cơn bão cytokine. Rối loạn đông máu. Phải rối loạn nhịp và ngừng tim. Thời điểm rất là căng thẳng. Có cảm giác thất bại, suy sụp. Thực sự là rất là buồn. Cố gắng hết sức làm sao không để người bệnh nhiễm Covid nào nặng tử vong. Ngày 8 tháng 3 năm 2020, phòng chống dịch Covid bước sang giai đoạn 2. Đêm qua thì ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội đã được công bố. Đó là cô gái 26 tuổi đã đi du lịch qua các nước Italy, Anh, Pháp và trở về Việt Nam. Ca nhiễm tiếp theo là thanh niên 27 tuổi là lái xe đã đón bệnh nhân nữ từ sân bay Nội Bài về nhà. Còn một trường hợp nữa, 64 tuổi là bác ruột có tiếp xúc gần với bệnh nhân nữ cũng cư trú tại phố Trúc Bạch. Bệnh nhân số 19, bà L.T. Hằng, 64 tuổi, bác ruột của bệnh nhân số 17, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Nhập viện ngày 7 tháng 3 năm 2020. Bà Hằng lần đầu chụp phổi, chưa có tổn thương gì. Nhưng lần 2, tức là 5 ngày sau, các điểm tổn thương ở phổi đã xuất hiện rất nhiều. Sau đó, không có thêm hình chụp CT phổi của bà Hằng nữa vì tình trạng bệnh nhân đã rất nặng, không thể rời khỏi giường. Bệnh nhân đang thở máy thì có biến chứng của cái tràn khí màng phổi. Theo tôi đánh giá thì nó là vấn đề về rối loạn đông máu. Và nó chính vì nó tắc rất là nhiều các cái vi mạch vào trong phổi như thế nên là làm cho cái tình trạng suy hấp nó suy hấp nhanh chóng. Xét nghiệm về đông máu nó rối loạn rất là nặng nề thì cái delimer đấy nó đã tăng lên gần 100.000. Với cái giá trị bình của người bình thường thì có thể chấp nhận được, cái là cái chỉ số đấy là dưới 500. Có những thời điểm bệnh nhân gần như là có thể lấy thấy ngừng tim. Lúc đấy lo nghĩ là tìm cách nào đấy để điều trị để giữ được bệnh nhân. Để có thể điều trị chăm sóc tốt đối với các ca bệnh diễn biến nặng, nguy kịch, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các giáo sư, y bác sĩ đến từ các bệnh viện đầu ngành trên cả nước thường xuyên hội chẩn, trao đổi. Thì chúng ta đây là những cái bệnh nhân đầu tiên nó rất là khó và chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm từ ca một, cho nên chúng ta làm các cái thông số nó càng kỹ càng tốt, chúng ta có càng nhiều dữ liệu thì ngày mai chúng ta mới thảo luận được. Chỉ các bệnh nhân đó có ý nghĩa không chỉ là cứu sống bệnh nhân như bình thường, mà còn có ý nghĩa là đây là củng cố cái niềm tin của cả đất nước. Thực sự là cũng căng thẳng và áp lực, cố gắng hết sức làm sao không để người bệnh nhiễm Covid nào nặng tử vong. Chỉ định ECMO lúc đấy là cái chỉ định cấp cứu. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân L.T. Hằng được đặt ECMO. Bà là bệnh nhân nhiễm Covid đầu tiên phải đặt ECMO ở Việt Nam. ECMO là kỹ thuật hồi sức đặc biệt, sử dụng máy để lấy máu người bệnh ra, đưa qua màng trao đổi để cung cấp oxy và thải carbonic, thực hiện thay thế hoạt động của phổi và tim người bệnh. Sau khoảng hơn một tiếng vào làm cái tim phổi nhân tạo thì bệnh nhân đỡ dần lên. Chậm mất 1 phút, 2 phút thì câu chuyện đã khác hẳn nhau rồi. Các chỉ số sinh tồn bệnh nhân nó trở lại được cái mức ổn định. Mọi người đều rất là vui mừng cái giai đoạn đấy. Bệnh nhân Bùi Thị Nga có đây không? Đây ạ. Tính đến ngày 25 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho 170 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 17 người nước ngoài và 5 ca bệnh rất nặng có thể trở thành nguy kịch tại khoa hồi sức tích cực.
Dù các bác sĩ đã quen với việc điều trị các bệnh truyền nhiễm, nhưng SARS-CoV-2 là một chủng virus mới hoàn toàn và nó có những tình trạng bệnh rất khác so với trước đây. Phổi của bệnh nhân nhiễm COVID nó có điểm rất đặc biệt, tức là nó tổn thương từ ngoài vào trong và tập trung nhiều ở đáy phổi giai đoạn đầu. Nó không hẳn là một cái tổn thương điển hình của mình hay gặp. Nó còn có rất là nhiều những cái điều bí ẩn. Nó rất là mới, kể cả về cấu trúc phân tử cũng như là cái cơ chế bệnh sinh mà nó gây ra. Virus SARS-CoV-2 này, nó lại thích ứng với lại một cái thụ thể nào đó ở trên tế bào của phổi hoặc là tế bào niêm mạc của đường hô hấp của người. Nên là nó bám được vào đấy, giống như chìa khóa gặp khóa. Thì nó bám được vào thì nó sẽ mở được các cái kênh ở màng sinh chất của tế bào và nó chui, nó xâm nhập vào đấy để nó nhân lên và nó có thể một là nó phá hủy tế bào, hai là nó có thể bung ra từ tế bào, nó lây nhiễm cho các cái tế bào khác xung quanh. Thế và nó có rất là ái lực mạnh với lại tế bào của phổi. Không phải là bất kể một cái người bệnh nào mà nhiễm SARS-CoV-2 đều có một cái triệu chứng giống nhau hoặc là nặng như nhau. Thế nên là những người già và những người mà có cái bệnh lý nền thì nó đòi hỏi cái việc mà chúng ta chăm sóc theo dõi rất là sát hơn để chúng ta đánh giá được cái nguy cơ tiến triển của nó. Chúng tôi cũng vừa áp dụng phác đồ mới trong cái việc điều trị bằng thuốc kháng virus, rồi sau đó là điều trị bằng cả kinh nghiệm bệnh truyền nhiễm nữa và kết hợp với sự hỗ trợ của các thầy và hội đồng chuyên môn cấp bộ và đã mang lại thành công như vậy. Chúng ta cũng bám sát cái tình hình thời sự của các nước, các cái đồng nghiệp đã nghiên cứu, đã áp dụng như thế nào, cái kinh nghiệm thành công cũng như thất bại của họ. Vừa điều trị bệnh nhân, vừa phải đọc tài liệu, đọc các cái nghiên cứu mà trên thế giới họ công bố. Có cái bước gọi là thay đổi chiến thuật, thay đổi về phương án điều trị một cách phù hợp nhất đối với cái diễn biến bệnh ở từng bệnh nhân. Thường thường là vào buổi trưa, chúng tôi sẽ bắt đầu được nghe về những cái thảo luận của các cái chuyên gia và các cái giáo sư, bác sĩ đầu ngành mà đã trải qua những cái đợt dịch đấy. Đấy, ví dụ như hôm nay là của Singapore, ở Thượng Hải, rồi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chia sẻ kinh nghiệm của họ là cực kỳ quan trọng, áp dụng vào như thế nào cho nó hợp lý, cho nó đúng thời gian, đúng liều lượng. Bà Sean Barker, bệnh nhân người Anh, 67 tuổi, vốn từng là một điều dưỡng có 20 năm kinh nghiệm. Trong quá trình điều trị, bà luôn cẩn thận hỏi han các bác sĩ từng loại thuốc và từng phương pháp điều trị trước khi thực hiện. Họ truyền kháng sinh mạnh cho tôi. Họ cũng đề nghị điều trị cho tôi bằng thuốc HIV, nhưng sau khi cân nhắc tôi từ chối vì sợ tác dụng phụ gây nôn mửa. Tôi vốn đã yếu lắm rồi, nên tác dụng phụ đó có thể khiến tôi gục ngã. Thế là các bác sĩ tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, cho tôi thở oxy, và mỗi ngày họ lấy máu từ động mạch để đo nồng độ oxy trong máu động mạch của tôi. Cứ kiên trì điều trị theo hướng đó, sau khoảng 2 tuần, tôi đã khỏe lại, âm tính với SARS-CoV-2. Chồng của bà Sean, ông John Dixon, 74 tuổi, có tình trạng bệnh nặng hơn bà vì có tiền sử ung thư máu đã 10 năm. Ông suy hô hấp nặng, không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, buộc các bác sĩ phải chuyển ông sang khoa hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và thở máy. Covid thì nó làm cho cái tổn thương phổi, tổn thương nặng nề, tổn thương cả hai phổi, và điều đấy thì nó làm cho bệnh nhân không thể thở được. Bệnh nhân đã được chuyển sang khoa hồi sức tích cực để sử dụng tất cả những phương tiện hiện đại nhất về máy thở, rồi theo dõi và chăm sóc với một cái lịch trình đặc biệt nhất, theo dõi sát từng giây, từng phút, từng giờ. Tìm mọi cách mình cải thiện tình trạng lên để tránh được cái chuyện mà phải can thiệp tim phổi nhân tạo, và sau đấy bệnh nhân vẫn ổn. Sau một tuần nỗ lực điều trị tích cực cho ông John, ngày 5 tháng 4, tình trạng bệnh của ông đã có tiến triển tốt hơn. Ông được cai máy thở, chuyển qua thở oxy qua mặt nạ. Chỉ 3 ngày sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh nhân đã tự thở tốt trở lại. Thế hôm nay là có 30 suất đúng không? Vâng ạ. 30 suất thì trong đấy là có
3BT05 và 1BT05 tây tây. Suất tây dành cho bệnh nhân tây. Và 3BT05 ở dưới này ạ. Cũng may mắn là ông lại cũng khá là thích cái đồ Việt của mình. Ví dụ như là các bữa buổi sáng là ăn cháo hay là ăn cái đồ ăn của người Việt thì ông cũng hợp tác, ông thấy ngon. Đây nhìn cái khoảnh khắc này bây giờ ăn, đây là cơm chứ. Ăn cơm và cầm đũa ăn như người Việt mình luôn. Đúng không? Đấy gắp sành điệu phết chứ. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá một ngày. Nên suốt 10 ngày vừa rồi, không được gặp anh ấy, tôi thấy rất sợ hãi. Tôi lo lắng đến phát khóc. Tôi đã xin các bác sĩ ở bệnh viện được vào thăm chồng mình, dù chỉ một chút thôi. Họ đã tạo điều kiện để tôi gặp anh ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính nỗ lực của các bác sĩ Việt Nam đã cứu sống chồng tôi. Đó thực sự là một phép màu. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Máu sợ mà mới học. Sáng 22 tháng 3, Bộ Y tế công bố một bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã mắc COVID-19. Điều chúng ta lo lắng đã xảy ra, đó là đã có lây nhiễm chéo sang nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Và ngày 25 tháng 3 thì một bác sĩ nữa tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được phát hiện phơi nhiễm COVID-19. Tôi rất buồn là vì có những nhân viên chúng tôi đã bị lây nhiễm. Có những người cũng suy sụp, lo lắng nhiều hơn. Khi mà có bác sĩ trong bệnh viện bị nhiễm bệnh thì đấy là một hồi chuông cảnh báo cho toàn thể nhân viên bệnh viện. Nhiều khi nỗi lo chỉ là mình nghĩ trong đầu ấy, nghĩ nhiều hơn thôi ấy. Mình không dám nói ra, vì nói ra thì mọi người cũng hoang mang như mình, ai cũng hoang mang như vậy thì sẽ không tốt. Sau khi mà tiếp xúc với bệnh nhân mà trong cái đấy mình đã đeo toàn bộ các quần áo phòng hộ rồi khẩu trang 3M, những cái gì tốt nhất thì mình đã cố gắng mình làm rồi nhưng mà vẫn bị nhiễm bệnh. Bằng tất cả thì vẫn phải xông lại tinh thần, phải xem lại xem là cái khâu nào trong cái quá trình mình chăm sóc, mình điều trị cho bệnh nhân còn có thể nó chưa được thực sự được kín kẽ. Phòng hộ hiện tại là nó chưa đủ. Trước khi mình đặt ống thì mình phải tiến hành gây mê cho bệnh nhân ấy. Để mà đảm bảo oxy trong máu thì sẽ phải tiến hành úp một cái mát, móc bóng qua cái mát đấy để cho bệnh nhân thở đảm bảo oxy. Trong quá trình mà mình bóp bóng như thế thì cái hơi thở rồi cái không khí từ trong phổi bệnh nhân sẽ thoát ra ngoài và cái thời gian đấy là sẽ phát tán nhiều virus. Khi mà mình đưa cái ống vào đường thở ấy, thì mình sẽ kích thích cái phản xạ ho và phản xạ nôn của bệnh nhân. Có thể là trong quá trình đấy sẽ bắn những cái giọt bắn mà có chứa virus. Và mình lại tiếp xúc ngay gần sát bệnh nhân nữa. Giọt bắn mà chứa virus đấy bắn thẳng vào mặt mình ấy. Nên là mình có dễ dàng có thể là khả năng phải hít phải những cái giọt bắn mà chứa virus đấy. Với cái khẩu trang N95, thông thường gọi là lý tưởng thì nó sẽ ngăn ngừa được 95% số các cái giọt bắn, nó vẫn còn 5% lọt. Đấy là chưa nói cái chuyện là với nhân viên y tế, người ta làm việc khá là lâu trong bệnh phòng, có thể một lúc nào đấy cái khẩu trang nó xê xích, nó gì này, thì thậm chí cái hiệu quả bảo vệ nó còn thấp hơn. Tuy nhiên là chúng tôi đã có cái sự đổi mới, có những cái sự cải tiến, sáng tạo mũ trùm đầu. Tuy nhiên với cái mũ trùm đầu ấy, nó lại rất là bí. Và người ta thường là người ta khó có thể chịu được quá 6 phút. Khi mà chúng ta hít thở thì cái hơi nước nó bay ra, nó sẽ làm mờ toàn bộ cái mặt kính ở trước và sẽ không nhìn thấy cái gì cả.
Một cái giải pháp là chúng tôi luồn một cái đường ống vào trong cái mũ trùm đầu đó và chúng tôi xả oxy. Thì cái lượng oxy đấy đủ để cái người là thao tác, người ta hít thở một cách bình thường. Thứ hai là nó đuổi được các cái khí carbonic trong cái mũ trùm đầu ra, cho nên cái người thao tác không bị cái tình trạng là ứ carbonic. Cái dòng khí như thế nó thổi vào cái mặt kính, nó sẽ làm sạch các cái nước đọng mờ của cái mặt kính đi và cái người làm việc có thể làm việc một cái khoảng thời gian khá là dài. Sau khi chúng tôi có những cái bước cải tiến, tất cả những cái ca về sau thì chúng tôi đã tránh được cái nguy cơ lây nhiễm đối với cán bộ nhân viên y tế. Bởi vì chúng tôi phải làm việc rất gần với bệnh nhân. Cái việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế tốt thì nhân viên y tế mới đủ an toàn để thực hiện các cái thao tác chăm sóc một cách có hiệu quả. Ngày 25 tháng 3, có thêm 6 ca nhiễm COVID-19 đã được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong đó có bệnh nhân số 162 với diễn biến bệnh khá đặc biệt. Bệnh nhân 162, bà TTT Ngoan, 63 tuổi, nhập viện ngày 25 tháng 3, có bệnh lý nền, cao huyết áp, tiểu đường. Bệnh nhân Ngoan khi nằm ở khoa chúng tôi ấy, thì bắt đầu là bệnh nhân sốt, ho khan thôi, ho không có đờm. Cái tức ngực nó cứ tăng dần nhẹ nhàng. Các cái chỉ số biến đổi theo cái hướng là không được tốt lắm. Báo cáo anh, bệnh nhân đang khó thở. Ok, đã nghe rõ. Bà Ngoan thể trạng khá là kém và thứ hai là cái suy hô hấp diễn biến cực kỳ nhanh. Sau khoảng độ 10 ngày thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng là tổn thương phổi nó tăng lên. Thì bệnh nhân đã phải thở oxy với cái liều rất cao. Chúng tôi sử dụng thuốc chống đông sớm. Buổi chiều thở oxy cao thì đến buổi tối là chọn đã trong tình trạng suy hô hấp khá là nặng. Thế và nếu như theo các cái tiêu chuẩn thông thường mà chúng ta vẫn áp dụng trước đây thì bệnh nhân ấy phải đặt ống nội quản, phải thở máy. Cô cố gắng. Cô co chân ở đây được không? Co chân ở đây này. Bệnh nhân thì đã âm tính với COVID. Có một điểm rất là đặc biệt đối với bệnh viêm phổi COVID này là bệnh nhân nặng lên khi mà đa số họ đã trở về âm tính. Là cái giai đoạn đó mới là cái giai đoạn mà nó xảy ra cái cơn bão cytokine. Khi mà có virus thì cơ thể mình sẽ có một cái phản ứng miễn dịch để chống lại con virus ấy. Nhưng mà cái phản ứng miễn dịch ấy nó mạnh quá đến mức độ mà nó tàn phá cả các cái cơ quan nội tạng khác. Bà Ngoan đã có dấu hiệu rõ rệt của cơn bão cytokine. Để ngăn ngừa tình trạng của bà có thể diễn biến nặng hơn, các y bác sĩ đã phải suy nghĩ rất nhiều để quyết định được phương pháp chữa trị. Chúng tôi vẫn kiên trì sử dụng các cái biện pháp cái chăm sóc hô hấp khác, ví dụ như cho nằm sấp sớm, vô dung. Huy động bằng cách là cho bệnh nhân tập thở, thì sau đó thì bệnh nhân bắt đầu tiến triển tốt dần lên. Là chúng tôi rất quyết tâm tạm thời trì hoãn cái việc đặt ống nội quản.
và sau khoảng 7 ngày thì bệnh nhân đã hồi phục. Thế nên cái trường hợp ấy là cũng là một trường hợp thành công. Thế ở nhà cô có đông con cháu không? Nhà cô đây. Thế cái người mà hay gửi đồ vào cho cô là ai? Gửi cho cô là con trai của cô. Thế hôm nay cô đã gọi điện về nhà cho con chưa? Hôm nay cô không gọi điện, có em nó gọi điện vào. Nó vừa cái đứa cháu nó vừa gọi điện vào. Cháu qua. Thế hỏi cô cái gì? Nó hỏi cô bà khỏe chưa? Bà sắp được ra chưa? Thế có nói muốn vào thăm bà không? Có nói. Bà vẫn chưa được ra điện. Bà bây giờ là ổn hơn rồi. Tại khoa em là khoa hồi sức tích cực, là khoa mà chăm sóc bệnh nhân nặng. Trong cái đợt dịch này thì là bọn em là được phân công là chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, thì là vòng trong đấy. Sẽ chia theo ca, mỗi ca 2 tiếng liên tục. Thì ở trong đó thì cũng không có người nhà thì bọn em sẽ phải chăm lo cho bệnh nhân từ thuốc men, các thông số máy thở. Rồi là đến hút đờm, rồi cho ăn. Rồi ngay cả đến việc tắm rửa vệ sinh hàng ngày. Rồi kể cả thay bỉm cho bệnh nhân thì bọn em cũng phải tự làm hết. Với lại kết hợp với bên ngoài sẽ có một bác sĩ. Theo anh chị, huyết áp bắt đầu lên rồi khi này vẫn để lại như cũ? Để lên 8 hết. Ok. Hiện tại thì tình trạng ngày hôm nay thì bệnh nhân cũng đang tốt hơn lên, đang khá hơn lên. Để quan sát được là cái kiểu thở của bệnh nhân nó có gắng sức hay không, bệnh nhân có kích thích, có đau hay có gì không. Những bệnh nhân nặng nhất mà nằm ở trong khu hồi sức này đảm bảo phải có nhân viên ở trong đấy 24/24. Bệnh nhân hiện tại bây giờ vẫn là còn nặng nhất, tính mạng vẫn còn đang rất là mong manh. Cuối tuần vừa rồi thôi, khi mà bệnh nhân tưởng chừng đã đi được khoảng độ đến 80% chặng đường rồi. Mọi thứ đã đỡ rất nhiều rồi, anh em bắt đầu thấy thoải mái hơn thì bệnh nhân lại có cái biến cố không thể tưởng tượng nổi. Phải rối loạn nhịp và ngừng tim. Thời gian mình ép tim rất lâu. Đôi lúc thì có cảm giác như là thất bại. Nhìn thấy cảnh anh trưởng khoa và anh em đang phải tập trung ép và cấp cứu. Ép tim mà làm các thủ thuật tận 30 phút. Cứ một lần nó chuyển về nhịp xoang được, nó lại trở lại cái rung thất. Khi mà rung thất như thế thì cái quả tim nó không theo co bóp như bình thường nữa. Mặc dù cái tim nó có thể rung lên nhưng nó không đủ lực để đẩy thì máu đi tiếp. Sốc điện thì hai lần đầu thì nhịp tim nó không trở lại. Sốc điện đến lần thứ 3 là mọi người đã có thể cảm giác là nó thất bại. Lúc đấy đã được lệnh là gọi người nhà của bệnh nhân đến để trao đổi về tình trạng bệnh. Thực sự là rất là buồn. Thì đến 40 phút tim mới bắt đầu thấy có những nhịp đập trở lại. Và lúc đấy lại thấy hy vọng. Khi mà tình huống cấp cứu đấy xảy ra thì 30 phút tức là ép tim mà làm các thủ thuật trong ấy, và tim trở lại thì sau mọi người thực sự là các bạn không tưởng tượng như thế, mệt nhoài cả một kiếp. Ngày hôm sau cấp cứu người đi, bệnh nhân vẫn có ý thức, cái quan trọng là tỉnh.
thời điểm rất là căng thẳng, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy rất là may mắn, cảm thấy là biết ơn rất là nhiều. Bác sĩ như mình, những người mà ở tuyến đầu nó cũng chưa bị quá tải. Từ những người kiểm dịch biên giới cửa khẩu cho đến hệ thống y tế dự phòng đã giữ được cho Việt Nam một giai đoạn khá dài mà bệnh không xâm nhập vào được. Bệnh nhân ngưng tuần hoàn như bà Hằng, nếu phát hiện muộn hoặc cấp cứu ngừng tuần hoàn không tốt thì dù có được cứu sống, bệnh nhân cũng sẽ có thể mang di chứng bị tổn thương não nặng, không hồi phục, sống như thực vật. Nhưng với nỗ lực chăm sóc và theo dõi sát bệnh nhân, nên chính vào giây phút sinh tử quyết định, bà Hằng đã được cấp cứu kịp thời. Y tá tốt lắm, người ta nhiệt tình, dỗ dành ăn, hiểu không? Mình cảm thấy rằng là mang ơn như thế. Tôi và gia đình cảm thấy rất vui khi mẹ tôi đã qua được chặng đường khó khăn cận kề cái chết. Bây giờ khi bà có thể ngồi dậy, nói chuyện và thậm chí là đi lại, tôi cảm thấy cực kỳ diệu. Xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ. Hai tuần nữa anh về. Hai tuần nữa có nên tin không? Hai tháng vừa rồi cứ hy vọng sống thất vọng liên tục mà. Một tuần xong rồi lại bảo thôi anh ở đây chiến đấu đúng không? Cứ chờ một tuần, hai tuần xong rồi đến 4, 5, 6 tuần vẫn không thấy đâu. Còn virus nó làm cho các thầy thuốc cũng hơi bị cô đơn một chút. Nói là không cô đơn cho lắm, nhưng mình vẫn thèm, rất thèm một cái không khí, một cái bữa cơm gia đình, thèm lắm. Lúc trước thì nó bình thường, nhưng bây giờ là thèm vô cùng. Nhiều lúc cũng muốn gặp con, nhớ con lắm, muốn về lắm, nhưng mà công việc của mình đang làm thì mình không thể bỏ dở được. Khó khăn nhất là lúc nói chuyện với con vào buổi tối, bởi vì là câu hỏi thường trực cũng là sao mẹ đi lâu thế, bao giờ mẹ về. Thực sự là cũng không bao giờ trả lời được, bởi vì mình cũng không biết là cái ngày nào là ngày mà mình có thể rời được bệnh viện. Mẹ cũng không dám hứa, bởi vì nếu hứa thì cũng sợ là sẽ không thể giữ lời được. Thế cho nên là thường ở những lúc đấy là những cái lúc mà yếu đuối nhất. Đúng là từ ngày yêu nhau đến bây giờ và cưới nhau được 10 năm, yêu nhau từ mười mấy năm, chưa bao giờ xa nhau lâu như thế này. Cháu bé thì cũng biết là bố bây giờ đang phải đi đánh con virus, và không bao giờ hỏi, không hỏi bố đánh xong chưa. Cái nghề của mình ấy, mình thấy rất là yêu nó. Cái niềm vui mà đứng trước cái sự phục hồi của bệnh nhân ấy, sau những cái cơn bạo bệnh ấy, thì thực ra là nó lớn vô cùng. I love you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nhiều lần kiện các bạn hết bạn nọ này đến bạn kia thêm rất là cảm động. Chị thì có mong muốn gì không ạ? Cả khoa ở đây mà tháng nghĩ là sáng nay được về, chắc là cách ly khoảng 2 tuần thì cũng được về đấy. Đến sáng nay mà lại có bệnh nhân cách ly tiếp xuống khoa, chắc phải lại không biết thời gian bao giờ.